Hey, chào các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thái Hà và hiện tại bây giờ thì đang là 11:30 ngày 31/12 và bọn mình đang chuẩn bị đi ra sân vận động Mỹ Đình xem bắn pháo hoa. Hay lắm, hôm nay rất là vui luôn đấy. Vui quá luôn đấy. Nhào nhỉ? Đông lắm. Sao đông lắm nhỉ? Quá nhỉ? Hồi hộp. Và đây mình ra đến ra ngoài kia thì đường khá là tắc rồi, mọi người đã đến khá là nhiều. Mình phải vừa phải cất xe máy để bây giờ sẽ ra nhá. Ok, bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Bọn mình mới đi xem pháo hoa lang thang về. Với có nấu lòi lẩu nữa này. Đó, đây lẩu của bọn mình thì cũng đơn giản thôi. Mỗi đứa có 20k. 30k. Cả rượu là 30k này. Cả rượu là 30k. Đây bên này thì có một ít thịt vịt này. Với lại đây chả cá bên chiên với lại cả xúc xích nữa.
kê với rau. Rau thấy Phong bảo là ra xin ở ngoài quán lẩu, người ta cho luôn. Bảo mua nhưng người ta cho ấy. Đầu năm luôn. Ok, sôi rồi đấy. Em dùng bữa thôi. Ừ. Ok không ạ? Ok anh em nhá. anh em nhá, chào anh em nhá. Bây giờ đang ăn lẩu cho mình nhá. Mọi người okay. Đi về đi, cao đao cũng mệt lắm rồi bây giờ. Bây giờ đầu mới ngồi đây này. Anh cao đao. Cao đao với ỉnh. Trơn quay, trơn quay. Chụp cô ơi. Em ăn đi. Rượu, rượu, rượu đi. Đâu rồi? Chậm lên nhỉ? Cho xin... Cho gà, cho vịt chưa nhỉ? Chưa. Ừ. À, bên dưới chỉ có xương vịt thôi, còn chưa. Chán chết rồi. Không chăm chạm. Đây anh em. Chúc mừng năm mới nhá. Chúc mừng năm mới nhá. Quay thì hạn chế người xem nhé. Không Phong ấy. Mình mời mọi người ly rượu nhỏ nhá. Năm mới cũng chúc mọi người sức khỏe. Làm ăn phát đạt nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ mình. Mời mọi người nhá. À, rượu quê nhưng mà nấu Hà Nội. Không khác lắm. Anh em dùng nhá. Anh em ăn đi. Chúc mừng năm mới nhá. 1 giờ về mới bắt đầu đi mua đồ chứ. 1 giờ mới bắt đầu đi mua đồ.